em ha, buổi tối ấm áp. Hiện nay shop phụ tùng số 7 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em con CL. Con này là con SS50 ha, lên CL50 vừa mới shop từ shop dọn xong. Thì như thường lệ ha, đi từ đầu tới đích cho anh em. Con xe này thì shop vô được hàng mới nhiều nha. Rồi. Đây, đầu tiên thì shop sẽ quay cho anh em. Review cho anh em bình xăng lớn CL50 ha. Xe này là hàng mới nha. Shop vô hàng mới cho anh em luôn. Bình xăng lớn CL50. Ở như anh em đã biết rồi ha, shop bán là 750 một cái, full đầy đủ phụ kiện. Đó. Yên hàng mới luôn, shop vô yên hàng mới cho anh em luôn. Ba ga hàng mới. Nói chung con xe này là nói chung là shop vô khá là nhiều. Đó. Yên hàng mới ba ga CL ha. Đây anh em nhìn nè. Ba ga CL ha. Nói chung là vô đầy đủ cho anh em hết. Chung hạn chế anh em về phải đỡ phải tốn tiền gì hết. Đó. Anh em nhìn nè ha. Xi nhan CL Atimon là sẽ vô hàng mới luôn, shop vô hàng mới cho anh em luôn nè ha. Đó. Cặp về gò hàng mới luôn. Cặp về CL luôn ha. Đây nè. Mới tin hàng mới nha anh em, cái nào hàng mới là shop nó hàng mới cho anh em ha, anh em khỏi phải lo ha. Đó. Phục CL hàng mới luôn. Đó, shop vô là phải vô vậy. Vô đầy đủ cho anh em hết, vô hàng xe này đẹp can. Đó. Bô 72 hàng mới thì như anh em đã biết rồi ha. Bô 72 CM loại 1, 1 triệu mốt một cây. Đó. Nói chung mà nghe tiếng là bao hay luôn. Sẵn là test cho anh em, chút test cho anh em luôn. Vừa mới tin luôn ha, vừa gắn luôn. Đó. Vô đầy đủ phụ kiện cho anh em. Sơn. Nước sơn bóng. Nói chung mà nước sơn cũng còn ok. Đó, như anh em đã thấy rồi ha. Nước sơn cũng ok. Đây. Đó. Rồi. Câm niền thì năm, nói chung là câm niền thì được thôi. Chứ không được mới. Câm niền thì được thôi chứ không được mới. Gấp là vô gấp mới cho anh em nè. Đó. Vừa gắn gắt chân cái này chút để giúp shop gắn gắt chân cho anh em ha. Nói chung là shop vô đầy đủ cho anh em, phụ kiện cho anh em. Ngon lành hết. Xe này thật. Shop vô hầu như là full, gần full luôn. Đây, đi lên trên đầu ha. Đi lên trên đầu. Pha đèn CL. Đó, hàng mới luôn nha. Vô đầy đủ cho anh em hết, cái nào mà không được là bỏ. Cái nào xài không được là bỏ. Di đông CL hàng mới luôn. Cùm hàng mới luôn. Đó, như anh em đã biết ha, cùm này shop bán 180 một cặp. Đây. Bao tay 7 ngấn. Những cái món này là shop đều bán hết nha anh em. Cần món nào thì cứ inbox cho shop. Shop báo giá chi tiết cho những anh em ở xa luôn. Đây. Nè, cùm ha, cùm hàng mới, bao tay hàng mới. Ghi đông hàng mới. Cái này bắt. Mình CL đi cái ổ khóa dưới thì nó xấu ha, shop đưa lên trên luôn. Đi CL bắt. Bắt với ổ khóa luôn. Lên trên luôn ha. Thì như anh em đã biết rồi, sắp bán cái bộ này là 180 một bộ, là luôn bát dấu khóa anh em ha. Đó là những ông anh hay hỏi thì shop sẵn review xe này. Chứ giờ ổ khóa lên trên luôn xài cho đẹp ha. Đó, giờ cho đẹp. Rồi. Đó, anh em thấy không? Nè. Vô can xà bang hết. Anh em giờ chỉ có chơi thôi, không có tốn tiền gì hết. Từ phục CL đây, đưa phục luôn nha. T27 luôn. Đó. Cặp về hàng mới. Chỉ có niền câm là còn xài được, là shop không thay thôi. Ngoài ra là tất cả là shop trả lại hết. Đó. Ngon lành. Giá cực xe này cực kỳ dễ thương luôn nha anh em, 17.500. Giá cực kỳ dễ thương luôn. Đó, để quay qua đây thử test thử cho anh em, những anh em ở xa xem ha. Như anh em đã biết rồi, xe bên shop lúc nào dọn không vậy? Dọn là đầy đủ phụ kiện hết. Đầy đủ cho anh em hết. Từ xe rẻ tới xe mắc, xe cọp gì thì đầu tiên thì lúc nào cũng phải đầy đủ. Rồi thứ hai là phải điện đốm đầy đủ cho anh em ha. Đó, điện đốm lúc nào phải đầy đủ, câu đầy đủ cho anh em. Ngon lành cành đào. Đây, nguyên pha đèn hàng mới ha. Ghi đông cụm, nói chung là vô đồ mới hết cho anh em luôn. Anh em về chỉ đổ xăng đi thôi, không có tốn tiền gì hết. Giá cực kỳ sinh viên luôn, 17.500. Như anh em đã biết rồi, với cái số tiền mà mình mua một con 67 như vậy mà vô full đồ như vậy thì nói chung là không hề rẻ đâu. Nhưng mà ở đây là shop dọn, bỏ công làm lời. Từ shop dọn xe tới phụ tùng xe cho anh em, nói chung là 17.500 là về là chỉ có điều thôi, không tốn tiền gì hết. Chứ mà gặp mấy chỗ khác thì nó không được gì đâu, hơi thật sự luôn. Đó, như anh em đã biết rồi ha. Đây, bình xăng lớn, phục trước, phục sau, về, ghi đông, pha đèn, xi nhan. Nói chung mà với cái bô bắt thì như anh em đã biết rồi, dọn xe rồi. Với một cái số tiền này mà dọn con xe vậy là không vô được đồ gì đâu ha. Ở đây là tại vì
shop là chuyên từ phụ tùng tới dọn xe là tự mình làm hết, không có đem đi đâu làm hết. Những có những anh em á, mà tới những chỗ khác nó hay chắc cái chỗ khác nó làm, còn đây là mình tự làm luôn, lấy công làm lời luôn, nên không anh em khỏi phải sợ gì hết. Giá cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ sinh viên luôn, 17.500.000. Còn những anh em nào mà muốn làm xe thì cứ đem qua shop ha. Ở đây là shop tự làm chứ không có đem đi đâu á, nên anh em cứ yên tâm. Giá cực kỳ dễ thương luôn, 17.500.000, về là chỉ có chơi thôi chứ không làm gì hết. Rồi bây giờ đi vô xuống, đi thẳng vô số sườn số máy. Tự như anh em đã biết rồi ha, xe thì lúc nào shop vậy quay cũng vậy, quay số sườn số máy cực kỳ chuẩn luôn, cực kỳ quay thẳng cho anh em luôn, biển số luôn, chứ không có sợ gì mà phải che hay gì hết. Đây đây, thấy giờ đó, xe này là chưa sàn tháp nha anh em đó, quay chi tiết cho anh em. Đây xe là xe 66, quay trực tiếp cái biển số luôn, biển số 66 ha. Đó đó, đi một vòng cho những anh em ở xa xem, full từ đầy đủ phụ kiện tới máy móc là bao anh em chơi. Trong cái mùa dịch này thì anh em đã biết rồi, anh em khỏi phải đâu xa hết, có cọc là có ship cho những anh em ở xa anh em ha, anh em khỏi phải lo gì hết, vấn đề đó là sắp lo hết, từ phụ tùng tới xe là anh em cứ yên tâm ha, có cọc là có ship cho anh em, khỏi phải lo hết, khỏi phải đi. Tại vì trong cái mùa dịch này nói chung anh em hạn chế đi, nói chung là có cọc là sắp ship cho anh em, bao cho anh em là ship được. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em ha, lấy mấy cái bô đó lên đi để treo lên đi cái ơi. Đó, test máy cho anh em ha. Sẵn rồi, nghe luôn cái tiếng bô ha. Sinh viên luôn, 17.500.000. Thì theo như nhu cầu của những chú thì gấp, thì review để review cho ông chú nó cái gấp luôn, cái gấp FI. Đây review cho ông chú nó cái gấp FI ha. Cái gấp FI đó là sơn đen, được shop gia công rồi. Gấp đen. Rồi, theo như nhu cầu của ông chú đó thì shop sẽ review luôn ha, gấp chặt te. Ở cái này của 67. Thì ông chú đó ổng là đầu cái gấp zin, gấp cứng. Thì sẵn đây thì shop sẽ review cho anh em luôn, tại vì cấp MD thì do tình hình dịch này là shop không có nhập được hàng, nói chung là không có nhập được luôn. Thì sẵn đây thì shop sẽ review cho anh em. Đây, đây là gấp cặc te zin MD, cặc te zin của thằng cúp FI, được shop sơn đen lại nha nha, gấp là gấp của thằng cúp FI, lẳng đây cúp gấp xanh này đang thở lấy nữa nè. Đây. Cái này là gấp zin cúp FI nha, được shop gia công nè, hai bên gắt chân. Hai bên gắt chân. Với làm lỗ là lỗ gấp luôn rồi, lỗ tốt bánh luôn rồi. Cái bộ này á là nhiêu ta? 670. 670.000 một bộ gấp cái chặt te. Gấp thì gấp cúp FI. Đây nè. Gấp cúp FI là 550, được shop gia công này ha, hai bên gắt chân. Với làm lỗ gấp đây rồi cho anh em rồi, với cặp te một bộ như vậy là 670 đó, quay chi tiết cho ông chú luôn ha, chú ha. Cái một bộ là 670, tại vì ông chú ông không có xài Zalo, không có xài Messenger luôn, nên là shop không gửi hình được. Thì sẵn hồi chiều đó ông chú điện thì shop quay luôn cho ông chú luôn, hẹn ông chú 7 giờ tối coi đó, sẵn quay xe quay cho ông chú luôn. Còn bộ này là gấp cặp te của thằng 67 đây, bộ gấp te của thằng 67 ha, giá cực kỳ sinh viên luôn, 370 một bộ đó. Còn nếu mà anh em nào có khả năng một tí nữa thì chơi cúp FI
cái bếp ghi giá cực kỳ sinh viên luôn, một bộ vậy chỉ có 670.000 đó, gấp với cặp te luôn. Về là anh em chỉ có lên xe đó, gấp chỉ có lên xe ha, lên xe ha. Còn anh em nào mà muốn đi cái chống mà giả MD á cho nó cứng á thì gắn thì cái chống nghiêng của MD nữa ha. Hay Khang lấy cái chống nghiêng của MD ha. Đây, còn muốn MD mà MD giả zin thì như anh em đã biết rồi ha. Đây, 500.000 một bộ, gấp cặp te sơn giả MD, giá cực kỳ sinh viên luôn đó. Chỉ có shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn, giá cực kỳ dễ thương, cực kỳ sinh viên luôn đó. Gấp đây 670.000 một bộ đó. Cái này là zin cúp FI nha anh em, zin cúp FI nha, gấp zin cúp FI đó, giá cực kỳ dễ thương. Cái này là nếu mà cái hàng mà đồ mấy cái đồ mà đê là do tình hình dịch là shop không về hàng được đó. Còn này là zin đó, chống nghiêng của thằng đây đó. Đây đó, anh em muốn đi đầu zin đó, gác vô đó, cứ đi mà chơi thôi đó. Cái này là gấp cúp FI nha anh em, gấp zin cúp FI đó. Nếu mà anh em muốn gắn cái chống nghiêng của thằng MD cho nó cứng cáp cứng xe hay gì đó thì cứ gắn vô, thì bên shop là có đầy đủ. Nếu mà đồ zin MD là tại do tình hình dịch này không có nhập được hàng ha, nên những anh em nào cần như 3G MD, đùm MD, đây vô đây 3G MD, đùm MD, đùm MD thì shop còn khoảng 7 cặp, chỉ còn 7 cặp thôi. Giá của nó là 1.250.000 một bộ, là bao đẹp, zin bao đẹp anh em ha. Còn chống nghiêng, chống đứng của MD, chống nghiêng MD đây, pha đèn MD, pha đèn CD là bên shop có. Đây, pha đèn ha. Đây, pha đèn MD 50, MD 90, ở 90 hình như hết rồi, còn MD 50. Thì ngoài ra thì anh em cần những món nào của 67, 68, CL, CD, từ món nhỏ nhất như là bao tay, cùm, nói chung là full xe 67 là shop đều có đầy đủ hết. Nên anh em cần món nào thì cứ bình luận ở dưới thì shop sẽ review cho anh em. Ha. Rồi cảm ơn anh em ha. Thì quay lại với anh chiếc xe của mình. Biển số 66 ha, trên là biển số 66, giá cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ sinh viên luôn, 17.500.000 đó. Xe của bên shop về là anh em chỉ có đổ xăng vô mà đi thôi, không có tốn tiền gì hết, khẳng định với anh em luôn, chỉ có đổ xăng đi thôi, tại vì xe là shop full đầy đủ đồ chơi cho anh em hết rồi đó. Nên anh em cứ yên tâm về đổ xăng là đi rồi. Chốt là em giá em nói ha, 17.500.000, có cọc là có ship, ship toàn quốc cho anh em, nên anh em cứ khỏi lo ha. Rồi, từ phụ tùng, từ xe, tới máy móc, những anh em mà gửi xe lên shop làm á, thì trong cái tình hình dịch này á, nó từ bên sơn tới bên si thì nó hơi chậm, nên anh em cứ yên tâm ha. Rồi, thôi bye bye anh em ha, cảm ơn anh em đã xem video ha. Anh em nào mà thấy hay thì nhớ đăng ký, like để chia sẻ dùm với shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Đó đó anh em thấy cái chữ đăng ký không? Đó, bấm vô xong rồi tiện tay thấy cái chuông á, chọt vô luôn. Là thấy những video shop đăng liền à. Những cái video mà shop đăng là anh em thấy liền à. Rồi, thank you anh em đã đăng ký ha. Chúc anh em luôn luôn ấm áp. Bye bye anh em.